sẽ như thế nào nếu các bạn chúng ta tìm hiểu về doanh số bán của Honda Việt Nam tại Việt Nam này. Các bạn sẽ rất là bất ngờ, bởi vì không phải Winner X, không phải Winner V1, cũng không phải những dòng xe như Honda SH, mà chính là Vision mới là cái mẫu xe mà bán chạy nhất tại Việt Nam này. Và dường như cái mẫu xe Vision được dành riêng cho nữ giới thì Honda Black lại được sản xuất cho nam giới năng động, trẻ trung tại Việt Nam. Và ngày hôm nay Phương muốn giới thiệu cho các bạn mẫu xe Black mới nhất của Honda Việt Nam, được trang bị rất là nhiều đồ chơi, thuộc sở hữu của Minh Nhật. Vậy thì Phương và Black Center rất là cảm ơn Nhật đã dính thời gian đến đây để mà cho Phương mượn chiếc xe này. Bây giờ hãy cùng Phương tìm hiểu hết tất cả chi tiết trên xe Black 150 này của Nhật. Và trước hết các bạn đừng quên, chúng ta hãy nhấn nút like, subscribe, bên cạnh đó nhấn chuông, để khi có video mới nhất thì Phương sẽ gửi thông báo trực tiếp cho anh em. Vâng, và cho Phương 5 giây để quảng cáo ngày hôm nay đồng hành cùng chiếc AB 150 này, đó chính là nhớt Vantage XM Scooter với cấp nhớt Racing cao nhất thời điểm hiện tại và lon 0.8, đổ cho Black 150 không cần phải chừa lại. Và giá bán của lon này là 333.000 đồng ở link phía bên dưới. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu chiếc AB 150 độ rất xịn sò của Minh Nhật. Và bên cạnh đó thì Phương muốn gửi lời cảm ơn nho nhỏ đến Unlimited Passion Club đã cho Phương giới thiệu Phương cái chiếc AB 150 này. Và để tìm hiểu về AB 150 thì mẫu xe đây là đời mới nhất, và Phương đã có cơ hội được trải nghiệm mẫu xe này vào năm 2019 khi mà nó ra mắt tại Sài Gòn. Nói về cái mẫu xe này thì Honda đã lắng nghe khách hàng khi mà họ đã trang bị những cái công nghệ mới nhất. Bên cạnh đó có cả phanh ABS để giúp cho cái xe này nó trở nên an toàn hơn. Và mẫu xe này thời điểm hiện tại thì đã bắt đầu rộ lên phong trào, anh em dọn rất là nhiều ha. Và Nhật cũng không ngoại lệ. Nếu chúng ta nhìn vào những cái chi tiết ở trên chiếc xe này thì chúng ta sẽ thấy được là Nhật đã chăm chút cho chiếc xe này rất là nhiều những chi tiết đồ chơi. Thôi giới thiệu về ống xả trước cho các bạn đi. Đây là ống xả Leo Vinci SBK Evo, một trong những mẫu ống xả mà dành cho những dòng Scooter tại Ý. Và cái mẫu này thì có thân carbon, cái bát treo carbon. Và để gắn được vào trong chiếc Black 150 này thì chúng ta làm một cái cổ titan với cái đường vân xanh khi mà chúng ta nóng lên, rất là đẹp ha. Và cái đường mối hẹn này thì Phương đánh giá rất cao, người thợ Việt Nam hiện tại họ đã làm được những cái cổ rất là tỉ mỉ như thế này. Và cái lon Leo Vinci SBK Evo này nó sẽ có giá rơi vào khoảng hơn 10 triệu. Và các bạn thấy được là chiều dài xuyên suốt của cái Evo này giúp cho cái phần xe nó thon gọn rất là nhiều, và tất nhiên là âm thanh sẽ rất là hầm hố. Bây giờ thì Phương sẽ cho các bạn nghe âm thanh luôn, bây giờ sẽ mở cho các bạn nghe thử. Phương sẽ để gần mic cho anh em dễ nghe nha. Đây em để là găng ti nha anh em. Bây giờ này thử nè. Phương không có dám nẹt lớn ga, bởi vì cái xe này nó sẽ bị chạy nha các bạn. Và nó sẽ bật kiên chống tới thì rất là nguy hiểm thôi. Thì các bạn thông cảm, chúng ta nghe tạm tại đây. Nhưng mà thật sự âm thanh rất là êm luôn. Thật sự nó chỉ lớn hơn Vision chút xíu à. Các bạn có thể tham khảo để mà dọn xe Scooter cũng được. Và bên cạnh đó thì các bạn sẽ thấy được đây là một cái che cát nước GTO của Thái Lan. Và cái che cát này nó được rip and play cho AB 150, không cần phải chế gì hết. Và đồ Thái Lan các bạn thấy làm được rất là đẹp luôn. Và đây là lần đầu tiên Phương thấy được cái che cát nước đẹp như thế này. Thì đa phần thời điểm hiện tại anh em sẽ gắn cát nước titan nhiều hơn. Ok, đẹp thì chấp nhận thôi. Và nếu các bạn chúng ta nhìn vào tất cả chi tiết ốc bên ngoài, kể cả cục canh bát bô, rồi cái chụp cốc sau, chiếc xe này gần như là full nóc titan. Và để full nóc như thế này thì các bạn sẽ ngốn khoảng tệ lắm phải 5 triệu. Nếu mà Phương nói như vậy thì các bạn sẽ nói là Phương, anh Phương hơi điêu. Nhưng mà các bạn chúng ta gắn thử hết full nóc xe, các bạn sẽ thấy được ha, từng vị trí ốc nó sẽ có giá tiền khác nhau. Rồi bên cạnh đó thì Phương muốn chia sẻ về cái gác chân, một trong những gác chân đồng thương hiệu với lại cái cát nước. Và gác chân này làm từ nhôm nguyên khối. Ở đây thì trên cái phần gác chân chúng ta có thêm một cái miếng cao su đệm trên để tránh đau chân các bạn ha, rất là hay. Rồi
Bây giờ chúng ta sẽ đi đến cái chi tiết mà đắt giá nhất ở cái phần dàn chân sau. Và nếu như các bạn chúng ta nhìn tổng thể hết về cái phần dàn chân sau của cái chiếc Everest 50 này của Minh Nhật thì các bạn sẽ thấy được phục sau là một những chi tiết rất là đáng giá và có thể nói là tạo cái điểm nhấn cho cái phần dàn chân sau này. Phục Olin này là chúng ta sản xuất cho AB125 và chúng ta plug and play, không cần phải chế gì hết. Cho nên là các bạn thấy được là cái việc họ thiết kế cái bình dầu nó không có cả một bất cứ chi tiết nhựa nào hết. Và màu vàng của Olin là chúng ta không thể phủ nhận được cái độ đặc biệt của nó ha. Bên cạnh đó thì cái cây phuộc này nó còn có thể tùy chỉnh được những cái chức năng, ví dụ như là chân phuộc chúng ta có thể chỉnh được cái độ hồi lại nè. Rồi bên bình dầu chúng ta có thể chỉnh được độ nén dầu. Ngoài ra chúng ta có thể tăng chỉnh lò xo tùy thuộc vào cái cân nặng, cái địa hình chúng ta đi. Và giá cây phuộc này Phương không nhớ là tại Đại Hoàng Gia họ bán sẽ rơi vào khoảng 14 đến 15 triệu cho cây này. Đó là giá Phương nhớ tạm tạm thôi. Nếu như anh em mà chúng ta cập nhật giá hiện tại thì anh em có thể comment bên dưới. Thì đi liền với lại cái cặp phuộc sau này, chúng ta sẽ thấy được là một cái ốp Boe trong suốt của Zipac. Và cái ốp Boe này có tác dụng là chúng ta có thể, thứ nhất là thẩm mỹ, cái thứ hai nữa là các bạn có thể nhìn được cái độ sạch của lọc gió để mà khi chúng ta sử dụng lâu ngày chúng ta có thể tháo ra thay thế vệ sinh gì đó. Thì cái lọc gió này nó đẹp thẩm mỹ hơn so với lọc gió Zin rất là nhiều ha. Đó là tổng thể phần dàn chân sau. Và thực sự thì Phương rất là muốn kiếm một cái điểm gì đó để mà chê cái phần dàn chân sau này, nhưng mà chấp nhận thôi, nó đẹp thì phải khen các bạn ạ. Và đi hết cho các bạn về dàn chân sau thì Phương đang ngồi tại cái dàn chân trước của chiếc AB150 của Nhật. Và các bạn thấy được là nếu mà chúng ta nhìn vào thì chúng ta sẽ thấy được là cái mẫu xe này hiện tại đã trang bị ABS rồi, rất là an toàn. Và cái mẫu đĩa Zin á được thay thế bằng cái mẫu đĩa rất là quen thuộc, nhưng mà lúc đầu thì Phương cũng không có nhìn ra, nhưng mà Phương phải xin chia sẻ của Nhật, đây là cái dĩa của Winner X. Và các bạn thấy được là cái vị trí mâm khi mà Honda Việt Nam họ thiết kế lại cái mâm này nó đẹp ấn tượng, rất là đẹp ha. Và cái vị trí bắt ABS á nó rất là chuẩn xác, nhưng mà bên ngoài thì Nhật trang bị cái đĩa Winner X và phải làm một cái lồng phía bên trong, lồng nhôm phía bên trong. Và khi chúng ta nhìn vào hết tổng thể con xe này thì cái dàn chân trước mặc dù là nó đã update lên những cái món đồ chơi, nhưng mà về cái việc hiệu năng phanh nó vẫn đảm bảo rất là an toàn. Và không chỉ dừng lại ở đó thì cái việc trang bị thêm heo, nâng cấp từ heo Zin lên cái heo Rambo logo đỏ, thì các bạn sẽ thấy được là cái hiệu năng phanh của nó sẽ đảm bảo rất là nhiều. Và với cái đĩa Winner X như thế này, size nó lớn hơn thì các bạn chúng ta sẽ được thiết kế một cái bát để làm sao mà heo này nó ăn hết với bố và đảm bảo cái khả năng mặt bố với lại đĩa nó ăn với nhau rất là đều. Và việc này mà khi chúng ta bóp phanh ở những trường hợp gấp thì chắc chắn sẽ mang lại cái hiệu năng phanh rất là tuyệt vời luôn. Và vẫn như là cái dàn chân sau, các bạn sẽ không thấy được chi tiết nào Zin ở trên đây đâu, rất là nhiều ha. Và bên cạnh đó thì cái dây dầu thì đa phần nếu mà Phương nói về những cái món đồ chơi, Phương thường hay nói cho anh em về đĩa, về heo, về tay thắng, nhưng mà các bạn thường hay quên một chi tiết rất là quan trọng, đó chính là dây dầu. Dây dầu là dẫn nhiệm vụ truyền tải cái lực phanh dầu từ cái cùm thắng xuống với heo. Và một dây dầu xịn sẽ cho chúng ta cái việc lưu thông dầu cũng như độ sôi của dầu nó được đảm bảo an toàn. Và đây là dây dầu heo và bấm những cái đầu ơ tại Thái Lan. Đó là chi tiết tất cả ở dàn chân trước này. Và bây giờ sẽ là phần chính dàn ghi đông mà Minh Nhật đã trang bị cho chiếc AB150 này. Chúng ta nhìn vào cái việc mà Honda Việt Nam họ đã trang bị cái đồng hồ Full LCD với là sự thon gọn, nhưng mà những cái đường nét về cái dàn nhựa thì nó rất là đẹp ha. Và cái đồng hồ này thì nó hiển thị rất là nhiều thông số. Các bạn có thể thấy được là Honda họ đã trang bị cái đồng hồ Full LCD với rất là nhiều những thông tin hiển thị cơ bản nằm ở giữa. Nhưng mà những cái ốp nhựa phía bên ngoài thì họ trang bị nó tạo những cái việc rất là thể thao. Và cái đèn báo ABS nằm ngay vị trí tay trái nè, xi-nhan nằm hai bên. Rồi đèn inline stop, rồi báo FI, báo nước dậy, báo nhớt, rồi smart key, các tín hiệu nằm đều hai bên. Nhưng mà phần trung tâm giữa thì chúng ta sẽ thấy được vận tốc, số order, rồi cái nhiên liệu, thời gian bên ngoài. Và cái quãng đường mà chúng ta có thể đếm được cái còn 1 lít xăng đi được bao nhiêu trung bình. Rồi đó là chi tiết ở cái dàn phần đồng hồ để đây Phương chia sẻ lại cho anh em thôi. Thì chúng ta sẽ đi qua những nâng cấp rất là đáng giá của Nhật. Ví dụ như là cái tay phanh. Cái tay phanh này là tay RZ15. Với việc trang bị heo Rambo logo đỏ thì cái tay RZ15 mẫu Kosakota này nó sẽ đảm bảo được hiệu năng phanh cho những con Rambo 2 bit trở xuống. Và cái tay 15 này được thiết kế lại với thiết kế đường nét nhỏ gọn hơn so với lại phiên bản nguyên ngày xưa. Thì các bạn sẽ thấy được phía tay bên ngoài nó rất là thon gọn đây. Và chúng ta có thể tích hợp chức năng chống gãy khi mà xảy ra va chạm. Ngoài ra thì chúng ta có thể chỉnh được cái độ xa gần của tay này thông qua cái tay người, kích thước tay mỗi người. Nhưng mà đặc biệt nhất của cái cùm RZ10,
Kosakota đó chính là việc chúng ta có nhiều chế độ để phanh, ví dụ như là chế độ Range, chế độ Normal và chế độ Sport. Thì ở mỗi chế độ phanh này, khi chúng ta tăng chỉnh cái núm này thì các bạn sẽ được cái việc là nó cái việc piston đẩy nó sẽ ăn ít hay nhiều là tùy thuộc vào chế độ phanh. Sorry thì tới khúc này thì nó hơi dấp bởi vì đang phải suy nghĩ coi nó nói làm như thế nào cho các bạn dễ hiểu nhất. Và cái tay này thì chúng ta không được trang bị bình dầu. Ở đây thì Nhật đã trang bị một cái bình dầu khối trong suốt với nóc CNC và cái logo Brembo carbon phía trên này. Bên cạnh đó thì để bắt được cái bình dầu này cứng thì chúng ta cần phải có một cái gọng giữ cái bình dầu, và gọng này gọng titan ha các bạn, ốc cũng là ốc titan nè. Thật là khó để mà kiếm ốc zin cho chiếc xe này của Nhật. Rồi, về phần tay phanh bên kia. Cái con xe này á, nguyên thủy của nó chỉ là phanh đĩa trước và tang chống phía sau. Cho nên là một số anh em chúng ta đã nâng cấp lên cái dàn chân sau thành cái phanh đĩa luôn. Nhưng mà chúng ta phải chế cháo rất là nhiều. Nhưng mà ở đây thì Nhật lại ưu tiên cái việc là sử dụng nó những cái món đồ chơi, nhưng mà hiệu năng vẫn là phanh zin. Thì phanh tang chống phía sau sẽ được bóp phanh nhờ một cái tay thắng. Cái này nó là tay côn đúng không? Bởi vì nó là cái tay dùng để làm côn cho những dòng xe phân khối lớn hoặc là những xe dòng xe côn tay. Thì cái tay TWM này nó sẽ có hai phiên bản. Đây là tay của Domino nha các bạn. Và tay WM này thì có cái khúc bên ngoài ngắn và khúc bên ngoài dài. Với những chiếc xe nào ví dụ như AB 150 như thế này, hoặc là những dòng xe côn tay mà nó có kích thước tay ngắn, thì các bạn chúng ta có thể sử dụng khúc ngoài, khúc gãy bên ngoài tay ngắn. Còn những dòng xe ví dụ như phân khối lớn thì họ cần cái đòn bẩy dài hơn, các bạn có thể mua được cái tay này nó có kích thước dài hơn để phù hợp với cái xe mình hơn. Và cái phần đuôi tay này thì nó có cánh gió để mà chúng ta khí động học hơn, khi mà mỗi khi mà chúng ta chạy thì gió nó sẽ xuyên qua cái khe này. Và cái tay này thì giá khoảng 2.9 triệu đó. Thì tay RZ 15 phân nhớ khoảng tầm 6.5 triệu. Về gù và bao tay. Gù ở đây thì Phương thấy là gù Nhật đã sử dụng gù Rizoma tiện từ nhôm nguyên khối anode màu đen. Gù này là một trong những mẫu thiết kế cũng khá là lâu nhưng mà tới giờ vẫn thịnh hành các bạn. Bao tay bên cạnh là bao tay Daytona của Nhật Bản. Đây là những mẫu mới nhất của bao tay Daytona. Nhưng mà quan trọng nhất ở phía bên cùm ga đó chính là cùm Domino, hai dây ga vàng lật xuống dưới. Nhưng mà Nhật chia sẻ là cái dây ga này chỉ sử dụng một dây thôi để cho hành trình ga nó nhẹ hơn. Đó, các bạn có thể thấy ha. Và cái dây cùm Domino này sẽ rơi vào khoảng 1.6 triệu nữa, chưa tính những cái co ga và những cái dây ga thái. Đó. Thật sự mà nói thì AB 150 thời điểm hiện tại mới bắt đầu rộ phong trào chơi, và những người chơi đầu tiên như thế này, những thành viên đến từ câu lạc bộ Unlimited Passion, chính Phương lại thấy là những người mang cái phong trào xe này nó đi bắt đầu tạo cái xu hướng cho những người nào chúng ta đam mê cái mẫu xe này mà chưa có được những cái hình ảnh tham khảo. Thì giờ đây các bạn chúng ta có thể tham khảo chiếc Airblade 150 này của Minh Nhật. Và một lần nữa Phương thay mặt cho Airblade Center rất là cảm ơn Minh Nhật cũng như là những anh em trong group Unlimited Passion đã cho Phương có cơ hội được chiêm ngưỡng những chiếc xe này. Và nếu như chúng ta muốn đóng góp cho Nhật hoàn thiện chiếc xe này hơn thì các bạn hãy comment thật là lịch sự bên dưới. Và đừng quên, cũng là thao tác cũ, để đứng nắng như thế này Phương và ekip của Airblade Center rất là cực, cho nên các bạn chúng ta hãy nhấn nút like, subscribe mình, cho nó nhấn chuông để Phương và ekip có thêm động lực mang đến cho các bạn nhiều video clip hơn nữa. Một lần nữa cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.